Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu nhân vật quan trọng thứ hai của buổi tối hôm nay, đó là nhạc sĩ Zuka Nguyễn Quyết Thắng. Anh sinh năm 1949 tại Hà Nội, di cư vào năm 1954, đã từng sống qua những địa phương như Quảng Trị, Tuy Hòa, Nha Trang, Đức, Sài Gòn và Ban Bê Thuột. Hồi bé, đố vì biết anh Thắng được bạn bè gọi là cái tên gì? Nếu mà ai là quen của anh Thắng hồi nhỏ thì không biết có nhớ không? Nhưng mà em được biết hồi nhỏ anh Thắng được gọi là Thắng Sữa. Bởi vì hồi nhỏ anh chắc tóc và ảnh như công tử bột vậy đó. Nhưng nhờ đi sinh hoạt hướng đạo và sinh hoạt gia đình Phật tử, cho nên từ một công tử bột, anh Thắng đã trở thành, xin lỗi em gọi anh là công tử bột, anh đã trở thành một người rất là giản dị, rất là hăng hái trong những sinh hoạt xã hội, sinh hoạt cộng đồng. Anh đã tham gia văn nghệ từ năm 1963 và qua những dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã làm cho anh cảm thấy yêu nhạc Zuka. Và từ đó chính anh cũng là người đã sáng lập ra đoàn Zuka Ban Mê Thuột, mà lúc đầu thì được gọi là Thanh Ca Tác Độc Lòng Mẹ Ban Mê Thuột vào năm 1966. Không những chỉ có sinh hoạt Zuka của người lớn, anh Nguyễn Quyết Thắng còn đã lập ra một đoàn ấu nhi Việt Nam với tổng số khoảng 200 trẻ em Việt Nam từ 5 đến 12 tuổi, và anh đã hướng dẫn cho các em sinh hoạt Zuka theo phương pháp hướng đạo. Thưa quý vị, một điểm đặc biệt nữa là vào ngày đại, trong cái dịp đại hội Zuka năm 1967, anh Nguyễn Quyết Thắng của chúng ta đã đoạt giải nhất sáng tác ca khúc tại chỗ với nhạc phẩm Máu Tim Này Cho Ai. Thưa quý vị, sáng tác tại chỗ có nghĩa là không được chuẩn bị trước, ngay tại chỗ viết ra một bài, và anh Nguyễn Quyết Thắng của chúng ta đã đoạt giải nhất. Thưa quý vị, cũng như anh Phan Huy Tấn, anh Nguyễn Quyết Thắng cũng gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1968. Sau đó vì bị thương, anh đã giải ngũ vào năm 1971. Anh Nguyễn Quyết Thắng rất may mắn, bởi vì trong suốt thời gian sinh hoạt Zuka, sinh hoạt thanh thiếu niên, tất cả bước hoạt động của anh đều có một bóng hồn bên cạnh, và bóng hồn đó đã theo anh và trở thành người bạn đời của anh, đó là chị Hồ Minh Chiến. Xin mời anh Nguyễn Quyết Thắng và chị Chiến cùng đứng lên để trình diện quý vị. Hai người này mà đứng gần với nhau đó, hai người này đứng gần với nhau là coi như gọi là đông phương bất bại. Đúng rồi, quý vị thấy không? Cũng như là hai anh chị đã sinh hoạt với nhau từ bé, từ khi còn trẻ, cùng là Zuka, cùng nghĩa là theo nhau trên mọi bước đường, mà còn có một cái tên ông trời xe làm sao mà quá đẹp. Chị Chiến, anh Thắng, đi đâu là ai cũng phải chịu thua hết, phải không ạ? Thưa quý vị, anh chị đã vượt biên và cư ngụ tại Hòa Lan từ năm 1981. Và từ đó, em nghĩ và không biết là em đúng hay sai, nhưng mà có lẽ anh Thắng là một trong những nhạc sĩ Zuka mà tiếp tục bền bỉ sáng tác nhiều hơn ai hết trong suốt những năm ở ngoài hải ngoại. Và nếu mà quý vị nào có dịp thì vào thăm trang nhà của Zuka Việt Nam, quý vị sẽ được thưởng thức và được xem tất cả những tác phẩm mà anh Thắng đã sáng tác trong suốt bao nhiêu năm qua. Thưa quý vị, một điểm đặc biệt tôi muốn nói cùng quý vị là trong suốt thời gian Thiên Hương và đoàn Zuka Nam Cali sinh hoạt, thì bên cạnh huynh trưởng Hoàng Ngọc Tuệ, anh Nguyễn Quyết Thắng là một người đã luôn luôn theo sát, hướng dẫn, động viên tinh thần và cho chúng em những cái lời khuyên nhủ rất là quý báu. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức một nhạc phẩm của anh Nguyễn Quyết Thắng. Và kính thưa quý vị, ca khúc mà quý vị sắp sửa nghe đây được Nguyễn Quyết Thắng sáng tác từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi thiết nghĩ ca khúc này khi quý vị nghe ngày hôm nay, nó cũng là một cái thông điệp để chúng ta truyền tải về quê nhà. Bởi vì quê nhà của chúng ta bao nhiêu năm nay vẫn ở trong tăm tối, đang rất cần những tiếng hát, những tiếng nói vang lên. Không phải trong một đêm tối bình thường mà chúng ta thấy một đêm không trăng không sao, nhưng là đó là một đêm tối của một chính thể, một chế độ mà dân tộc ta đã chịu đựng trong suốt mấy chục năm qua.
tiếng hát vang trong đêm tối, và quý vị cùng thưởng thức. Và với đoàn chúng ta Nam California và phần điều khiển của nhà trưởng Bùi Minh Giang. Con người, cùng đến